trong biển và trong nho, kho báu dưới đáy biển và bữa ăn nguồn năng lượng. Rong biển, hay còn được gọi là tảo biển, bao gồm hàng nghìn loài tảo lớn đa tế bào, sống ở môi trường biển. Thuật ngữ này bao gồm một số loài tảo Rhodophyta, màu đỏ, Phaeophyta, màu nâu, và Chlorophyta, màu xanh. Các loài rong biển như rong nâu cung cấp môi trường ấp cho ngành cá và các loài biển khác, từ đó bảo vệ nguồn thức ăn. Các loài khác như tảo phù du đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ carbon, tạo ra ít nhất 50% oxy trên trái đất. Hệ sinh thái trong biển tự nhiên đôi khi đang đối mặt với nguy cơ từ hoạt động của con người. Chẳng hạn, việc đào kỹ thuật cỏ lụa phá hủy nguồn tài nguyên và ngành cá phụ thuộc. Những yếu tố khác cũng đe dọa một số hệ sinh thái trong biển. Một căn bệnh tàn sát trong loài săn mồi của nhím tím đã dẫn đến sự tăng vọt dân số nhím, làm phá hủy các khu rừng rong lớn ngoài khơi bờ biển California. Loài người có một lịch sử dài trong việc trồng trọt trong biển vì các mục đích của họ. Trong những năm gần đây, việc trồng trọt trong biển đã trở thành một thực hành nông nghiệp toàn cầu, cung cấp thức ăn, nguyên liệu cho nhiều ứng dụng hóa học như carrageenan, thức ăn cho gia súc và phân bón. Bởi vì tầm quan trọng của chúng trong sinh quyển biển và trong việc hấp thụ carbon dioxide, sự chú ý gần đây đã tập trung vào việc trồng trọt trong biển như một chiến lược chống biến đổi khí hậu tiềm năng để bảo tồn carbon dioxide, cùng với những lợi ích khác như giảm ô nhiễm chất dinh dưỡng, tăng môi trường sống cho các loài thủy sản ven biển và giảm kiềm hóa đại dương địa phương. Phân loại thuật ngữ trong biển không có định nghĩa chính thức, nhưng trong biển nói chung sống ở đại dương và có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thuật ngữ này áp dụng cho cả cây hoa nằm dưới đáy biển như cỏ lụa, cũng như các loại tảo lớn khác. Nhìn chung, chúng thuộc một trong nhóm tảo đa tế bào, đỏ, xanh và nâu. Chúng không có một tổ tiên đa tế bào chung, tạo nên một nhóm đa ngành. Ngoài ra, tảo xanh lam, Cyanobacteria, đôi khi được xem xét trong văn học trong biển. Số lượng loài trong biển vẫn đang được thảo luận giữa các nhà khoa học, nhưng có lẽ có vài nghìn loài trong biển. Rong nho, khi nguồn thực phẩm biển trở thành cảm xúc ẩm thực. Caulerpa lentilifera là một loài tảo xanh Ulvovitae từ các vùng ven biển ở châu Á-Thái Bình Dương. Rong nho là một trong những loài Caulerpa được ưa chuộng nhất vì cấu trúc mềm mại và ngon miệng của nó. Thông thường, nó được sử dụng trong ẩm thực của Đông Nam Á, Oceania và Đông Á. Nó đã được trồng thương mại lần đầu tiên tại Philippines vào những năm 1950, tiếp theo là ở Nhật Bản vào năm 1968. Cả hai quốc gia này vẫn là những người tiêu thụ hàng đầu của C. lentilifera. Việc trồng trọt đã lan rộng ra các quốc gia khác, bao gồm Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc. Đây là một loại tảo đơn tế bào, có nghĩa là nó là một tế bào lớn với nhiều nhân và có thể phát triển đến 30cm chiều dài. Thay vì lá, tảo có những bong bóng nổ trong miệng, tạo ra hương vị umami. Trồng trọt thương mại truyền thống, C. lentilifera được thu hoạch trực tiếp từ tự nhiên. Việc trồng trọt thương mại đầu tiên của C. lentilifera diễn ra vào những năm 1950 tại Cebu, Philippines, sau khi tảo lạ được giới thiệu ngẫu nhiên vào ao cá. Hiện nay, có khoảng 400 hecta ao ở Cebu, sản xuất khoảng 12 đến 15 tấn C. lentilifera tươi mỗi năm. Chúng thường được thu hoạch sau 2 tháng từ lúc trồng đầu tiên và mỗi 2 tuần sau đó tùy thuộc vào tốc độ phát triển. Sau đó, việc trồng trọt thương mại đã lan rộng ra Nhật Bản vào năm 1968, nơi nó được trồng trong các hồ ở vùng nước ấm của Okinawa. Việc trồng trọt thương mại đã lan rộng ra các quốc gia khác, bao gồm Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc, ở Fujian và Hainan. Hầu hết là để tiêu thụ trong nước, nhưng cũng được xuất khẩu sang Nhật Bản. Cuộc hành trình khám phá về rong biển và rong nho, bí ẩn dưới đáy biển và ẩn sâu hương vị độc đáo đã giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn về vẻ đẹp và ý nghĩa của những sinh linh dưới đại dương. Rong biển, với sự đa dạng và quan trọng trong sinh quyển biển, mang đến cho chúng ta một hiểu biết mới về vai trò của chúng trong bảo vệ môi trường và ổn định sinh thái. Khám phá về rong nho, với hương vị umami độc đáo và quá trình trồng thương mại, mở ra một thế giới của sự sáng tạo và nông nghiệp biển. Việc tận hưởng hương vị tuyệt vời của rong nho không chỉ là một trải nghiệm gastronomic mà còn là cơ hội để chúng ta hiểu rõ hơn về những cống hiến và cố gắng của con người trong việc bảo tồn và phát triển nguồn lợi từ dưới đáy biển.
hãy cùng nhau duyệt qua những thước phim và chia sẻ sự kỳ diệu của thế giới biển cả, nơi mà rong biển và rong nho không chỉ là những nguyên tắc sinh học mà còn là những nguồn dinh dưỡng và văn hóa độc đáo. Chúng ta hãy bảo vệ và tôn trọng hành tinh của chúng ta, nơi mà bí ẩn và hương vị độc đáo đều tồn tại dưới đáy biển xanh ngọc. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến phiêu lưu tuyệt vời này.